Nam Cực vào mùa hè. Sau nhiều tháng tối tăm, cuối cùng mặt trời đã xuất hiện trở lại. Các con tàu lại có thể đi về phía nam. Các nhà thám hiểm chỉ dám mạo hiểm tiến vào lãnh thổ băng giá trong mùa hè. Còn vào mùa đông, nơi này không dễ xâm nhập. Ngay cả đối với tàu phá băng, các chuyến đi vào biển Nam Cực cũng có nhiều rủi ro. Những tảng băng khổng lồ và biển cả bão tố cũng gây nguy hiểm. Khu vực ven biển xung quanh các đảo ngay phía bắc Nam Cực hầu hết không có băng. Và chúng là môi trường sống cho các loài động vật hoang dã phong phú ở Nam Cực. Những dải đất hẹp này đóng vai trò là đấu trường, nơi kết đôi và sinh sản của các loài vật. Bao quanh lục địa Nam Cực là một vùng băng khổng lồ. Chim cánh cụt hoàng đế không gặp vấn đề gì trong các điều kiện khắc nghiệt này. Đối với loài lớn nhất trong số các loài chim cánh cụt, lục địa cực nam là nhà, là vương quốc của chúng. Đối với con người chúng ta, nó bao gồm những câu chuyện về Nam Cực từ nơi tận cùng thế giới. Cửa ngõ vào Nam Cực nằm ở phía nam xa xôi của Argentina, Tierra del Fuego. Vùng biển này là nơi kết nối tốt nhất với phần còn lại của thế giới. Một số địa điểm ở đây nổi tiếng vượt xa biên giới đất nước. Thị trấn nghỉ dưỡng Ushuaia còn được biết đến với tên gọi nơi tận cùng thế giới. Nép mình vào chân dãy núi Andes là nơi kết thúc của lục địa châu Mỹ. Khoảng 60.000 cư dân kiếm sống chủ yếu từ câu cá hoặc du lịch. Mùa du lịch bắt đầu vào tháng 10, khi du khách bị thu hút bởi mùa hè ở Nam Bán Cầu. Cách thành phố không xa, đang là thời gian sinh sản của chim cánh cụt Magellan. Con đực và con cái chia sẻ nhiệm vụ ấp trứng, lần lượt đi tìm thức ăn. Chỉ thỉnh thoảng, chúng mới dành thời gian ở bên nhau. Chim cánh cụt Magellan ăn cá, mực và nhuyễn thể, có nguồn thức ăn dồi dào ở vùng nước lạnh ngoài khơi Tierra del Fuego. Ushuaia nổi tiếng không chỉ vì nhiều tàu du lịch dừng lại ở đây, mà đặc biệt là vai trò của nó như là cửa ngõ dẫn vào Nam Cực. Nó là điểm khởi đầu cho nhiều cuộc thám hiểm. Con tàu Capitan Klebnikov đã sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo vào biển Nam Cực. Đồ tiếp tế được chất lên và hành khách cuối cùng đã lên tàu. Tháng 11,
bắt đầu mùa hè ở đây là thời điểm tốt nhất để lên đường. Ngọn hải đăng Faro de Eclaireur nằm cách Ushuaia khoảng 13 km. Nó đánh dấu điểm kết thúc của thế giới mà con người có thể sinh sống được. Có nhiều loài động vật sống ở đây vì vùng đất này có rất nhiều thức ăn. Sư tử biển Nam Mỹ thường chọn những hòn đảo đá nhỏ làm nơi sống ẩn dật. Chúng nghỉ ngơi và ngủ ở đây trước khi bắt đầu chuyến đi săn cá tiếp theo. Những con đực không có nhiều thời gian vì chúng phải bảo vệ hậu cung của chúng. Chim bắt sò Nam Mỹ tách vỏ sò bằng cái mỏ cứng của mình. Hành trình khám phá từ mũi phía nam của lục địa châu Mỹ đến các đảo Nam Georgia. Capitan Klebnikov là một tàu phá băng với thiết bị kỹ thuật đặc biệt phù hợp cho chuyến đi đến Nam Cực. Một hệ thống radar đặc biệt thăm dò tình trạng của băng. Thân tàu được thiết kế để có thể xuyên qua lớp băng biển dày tới 3 mét. Dù vậy chuyến đi vẫn không dễ dàng. Thời tiết thất thường và bão tố ở đây khiến những người đi biển nhiều kinh nghiệm phải rất tập trung khi đi trên vùng biển nằm trong vĩ độ từ 40 đến 60. Mòng biển và các loài chim biển khác bay cùng với con tàu, bất chấp những thách thức của biển cả hoang dã. Nam Georgia nằm cách Tierra del Fuego, một phần của các đảo thuộc Nam Cực, khoảng 2.000 km về phía đông. Ngoài một thống đốc người Anh và vài nhà khoa học, hòn đảo này không có người ở. Núi, tuyết và băng thống trị cảnh quan. Với độ cao 2.934 mét, Patches là đỉnh núi cao nhất. Xung quanh hòn đảo có hơn 160 sông băng chảy ra biển. Nhưng bờ biển không có băng gần như quanh năm. Tảo bẹ phát triển mạnh ở đây, dài tới 10 mét. Đó thường là môi trường an toàn cho cá, trai và cua. Ngoại trừ khi loài hải âu lớn phương Nam đang săn tìm thức ăn. Chim cánh cụt hoàng đế là cư dân nổi bật nhất của Nam Georgia. Vào mùa xuân ở Nam Bán Cầu, chúng tập trung ở các vịnh quanh đảo. Đầu tiên là các con đực, đến tìm nơi sinh sản của chúng từ năm ngoái. Khi xuống nước, chúng lặn cùng nhau theo nhóm, một chiến lược sinh tồn đáng tin cậy để thoát khỏi những kẻ săn mồi ẩn nấp dưới nước.
chim cánh cụt hoàng đế rất hòa đồng và thích săn mồi cùng nhau. Con mồi của chúng chủ yếu là cá và mực. Sau khoảng 150 lần lặn mỗi ngày, chúng phải tìm một nơi để nghỉ ngơi trên bãi biển. Các bãi biển hẹp, không có băng, nằm giữa sông băng và biển là nơi trú ẩn tránh thời tiết khắc nghiệt. Không chỉ cho chim cánh cụt mà cả hải cầu và các sinh vật khác. Vài tuần sau, các con chim cánh cụt cái cũng đến và bắt đầu tìm kiếm bạn tình của chúng. Trong mùa sinh sản, chim cánh cụt hoàng đế chỉ giao phối với một bạn tình. Trên đất liền, chim cánh cụt trưởng thành không có kẻ thù tự nhiên ở Nam Georgia. Nhưng không phải tất cả đều trở về sau các chuyến kiếm ăn ngoài khơi. Cá voi sát thủ và những loại săn mồi khác đang chờ đợi chúng. Một số con chim cánh cụt chờ đợi bạn đời trở về trong vô vọng. Bộ lông có dấu vết đặc biệt bảo vệ chúng chống lại cái lạnh và hơi ẩm. Những chiếc lông ở ngoài phải được chăm sóc và bôi dầu thường xuyên. Chim cánh cụt không phải là các sinh vật duy nhất sống ở đây. Vào mùa hè, các bãi biển ở Nam Georgia rất nhộn nhịp. Một đàn hải cẩu voi đang chen chúc trên đường từ bãi sinh sản ra biển. Con đực trưởng thành có cái vòi nổi bật. Những gã khổng lồ này có thể nặng tới 4 tấn. Những con ít tuổi chưa có nhiều thứ để khoe ở khoang mũi. Phải mất khoảng 8 năm, cơ quan khứu giác mới đạt được kích thước lớn để con hải cẩu voi có thể gây ấn tượng. Chúng học cách chiến đấu từ lúc ít tuổi. Và chúng thường không chịu nhường nhau. Sức mạnh, sự hung hăng và chiến thuật là các yếu tố quyết định trong cuộc chiến giành bạn tình và lãnh thổ. Đó thường là vấn đề sinh tử. Chúng phải bắt đầu thực hành từ sớm. Cái vòi to lớn và khả năng chiến đấu khiến nó được tôn trọng và có được thứ mình muốn. Con đực đã tập hợp được 15 con cái xung quanh mình, một hậu cung có số lượng đáng nể. Chúng chủ yếu sống ôn hòa và chăm sóc con cái. Anh bạn trẻ này vẫn chỉ có thể mơ về những cuộc chinh phục trong tương lai. Thật tốt khi được thư giãn trong vòng tay của gia đình. Có cả những đứa trẻ khóc lóc. Con hải cẩu con và phải lớn nhanh. Không có nhiều thời gian để vui chơi, hải cẩu voi non phải có khả năng tự chăm sóc khi được 4 tuần tuổi. Cuộc sống vẫn có vẻ vô tư, nhưng chỉ vài tuần nữa là đến lúc bắt đầu cuộc hành trình dài trên đại dương. Đến lúc đó, trọng lượng của hải cẩu non tăng lên gấp 4 lần so với lúc mới sinh, đạt khoảng 150 kg.
chúng cần có một lớp mỡ dày để có thể sống sót ở vùng biển cực nam băng giá. Hải cẩu voi chỉ lên bờ trong mùa giao phối để nuôi con non và thay lông hàng năm. Thời gian còn lại, chúng ở dưới biển, săn cá và mực. Chúng ở dưới đại dương trong nhiều tháng, cho đến khi bản năng sinh sản thôi thúc chúng lên bờ. Nam Georgia là điểm gặp gỡ của nhiều động vật sau thời gian sống ở biển. Cảnh quan hiểm trở của hòn đảo ngự trị bởi các sông băng, đầy băng và tuyết, không phải là môi trường sống tốt cho thực vật và động vật. Hầu hết thực vật mọc thưa thớt dọc theo dải bờ biển hẹp. Nhưng rêu phát triển mạnh trong vùng khí hậu lạnh, ẩm ướt ở Nam Cực. Mặc dù nhiệt độ vào mùa hè hiếm khi cao hơn 10 độ C, vô số dòng suối nhỏ tồn tại nhờ nước mưa và sông băng, nước không thiếu ở Nam Georgia. Chim cánh cụt hoàng đế có vẻ thích ở đây. Có khoảng 40.000 con sống quanh khu vực này. Chúng có chu kỳ sinh sản khác thường, kéo dài khoảng 14 tháng. Kết quả là một đàn gồm những con chim cánh cụt con và những con trưởng thành vẫn đang tìm kiếm bạn đời. Vào mùa đông, những con chim cánh cụt non ở lại trên cạn một mình và chờ cha mẹ mang thức ăn trở về sau nhiều tháng. Giờ là mùa hè, thời gian để chim non được nuôi dưỡng và cho ăn. Sau khoảng 14 tháng, chúng thay lông tơ bằng bộ lông không thấm nước. Và rồi, chúng đã sẵn sàng đi bắt cá ngoài biển. Trong khi một gia đình vẫn đang nuôi con nhỏ, một con chim trưởng thành độc thân đang tìm kiếm bạn tình. Khi chúng tìm thấy nhau, cuộc tán tỉnh bắt đầu. Một nghi thức luôn dẫn đến kết quả như nhau. Giao phối. Không phải là một việc đơn giản, nhưng chắc chắn cũng xứng đáng. Con hải cẩu lông gần đó không gây nguy hiểm, nó chỉ để mắt đến các con cái của mình. Hải cẩu lông không bị xáo trộn bởi thời tiết xấu, chúng dành phần lớn thời gian ở dưới nước. Trên mặt đất, tất cả chỉ xoay quanh việc sinh sản, thường nổ ra các cuộc đấu tranh giành con cái và lãnh thổ. Chim cánh cụt và hải cẩu lông hiếm khi làm phiền nhau. Các cuộc chạm trán chủ yếu là do tò mò. Hoặc ngờ vực. Sau khi kiểm tra cẩn thận và đánh giá rủi ro, chúng lại đường ai nấy đi. Chim cánh cụt hoàng đế thường sinh sản gần chim cánh cụt chân tô. Tiếng kêu của chúng rất đặc biệt. Chúng cũng tận dụng mùa hè ngắn ngủi để nuôi con non. Tổ của chúng được xây dựng bằng đá và đệm cỏ.
chúng cũng không ngần ngại ăn trộm của hàng xóm. Trứng được ấp trong khoảng 30 ngày cho đến khi chim còn nở. Sau đó, con non thường ở trong tổ thêm 30 ngày nữa, được bố mẹ giữ ấm và bảo vệ. Chim bố mẹ sẽ phải tìm hơn 100kg nhuyễn thể cho đến khi con của chúng hoàn toàn trưởng thành. Chúng thay phiên nhau tìm thức ăn, luôn có chim bố hoặc mẹ ở lại tổ để bảo vệ con non. Chim cánh cụt chân tô chỉ sinh sản ở những vùng không có tuyết hoặc băng. Ở Nam Georgia, hàng năm chúng tìm về những địa điểm sinh sản cũ của mình. Hàng xóm tốt là rất quan trọng vì ở trên đảo, những nơi không có băng cũng rất hạn chế. Và từng con khẳng định vị trí của riêng mình. Cuối tháng 11 khi mùa hè bắt đầu là lúc hải cẩu lông non ra đời. Hải cẩu con thường ở một mình trong vài ngày trong khi mẹ của chúng đi săn lùng thức ăn. Con hải cẩu mẹ chỉ lên bờ một thời gian ngắn để chăm sóc con non. Hải cẩu con đã quen với việc ở một mình. Chúng giúp vào nhau tìm kiếm sự an ủi. Đôi lúc, một cuộc cãi vã nổ ra giữa những con hải cẩu trưởng thành. Nhưng trận đấu tồi tệ nhất cũng đã kết thúc và lãnh thổ được thiết lập. Nhìn chung, các loài khác nhau này chung sống khá hòa thuận. Hải cẩu lông, hải cẩu voi hay chim cánh cụt ở Nam Georgia luôn có chỗ cho tất cả. Nhiều động vật đến sống ở Nam Georgia chính vì đây là nơi có nhiều thức ăn. Biển ở đây có nguồn tài nguyên dinh dưỡng dồi dào, khiến quần đảo này trở thành một trong những nơi có sự sống phong phú nhất ở biển Nam Cực. Nam Georgia nằm ở nơi liên kết Đại Tây Dương và Nam Cực. Hướng về phía Nam, hành trình đi ngang qua quần đảo Sandwich đến bán đảo Nam Cực, tiến xa hơn vào biển Nam Cực. Thời tiết ở đây rất dễ thay đổi. Gió lạnh từ phía Nam gặp khối không khí ấm từ phía Bắc. Điều này dẫn đến sự hình thành của các khu vực áp suất thấp, hệ quả là bão và thời tiết xấu, thử thách cho bất kỳ cuộc thám hiểm nào. Những tảng băng đầu tiên xuất hiện, những khối băng khổng lồ vỡ ra từ phiến băng ở Nam Cực và đang trôi dạt về phía Bắc. Biển gặm nhấm chúng không ngừng, nhưng nước chỉ ấm hơn vài độ nên phải mất nhiều năm để chúng tan chảy. Các tảng băng trôi thường di chuyển hàng nghìn km do thủy triều và gió bão. Chỉ 1/7 khối lượng của chúng nhô lên trên mặt nước. Phần chính ở dưới nước không chỉ sâu hơn mà còn rộng hơn nhiều, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Gần vòng cực Nam, mặt trời hầu như không lặn.
Đó là điều kiện tốt cho các cuộc thám hiểm Nam Cực. Các hòn đảo núi lửa nhô lên từ biển, bằng chứng về hoạt động địa chất dữ dội dưới đáy biển, nơi mảng kiến tạo đại dương đang trượt xuống dưới mảng lục địa Nam Cực. Phần lớn lục địa Nam Cực nằm dưới phiến băng khổng lồ. Vào mùa hè, chỉ 2% lục địa là không có băng. Hầu hết khu vực không có băng này nằm ở bán đảo Nam Cực. Vùng nước rộng mở, giàu chất dinh dưỡng, thu hút chim và các sinh vật biển khác. Đối với con tàu Capitan Klebnikov, đó chỉ là một trong nhiều điểm dừng chân. Con tàu thám hiểm thả neo cách không xa bờ biển. Các hệ thống áp suất thấp khiến cho khí hậu cục bộ ôn hòa hơn so với phần còn lại của lục địa. Từng đôi chim cánh cụt tìm nơi không có băng để làm tổ. Chúng thường không hòa đồng, chỉ thích tiếp xúc gần gũi với bạn tình của mình. Nếu cả hai đều thích một địa điểm, đó sẽ là nơi làm tổ của chúng. Chúng chỉ hình thành các đàn trong mùa sinh sản. Điều này bảo vệ chim con tốt hơn trước các cuộc tấn công từ những loài chim biển săn mồi. Do thiếu thảm thực vật nên vật liệu xây dựng tổ rất hạn chế. Về cơ bản chỉ có những viên đá nhỏ. Cặp đôi này chỉ mới bắt đầu xây tổ, nhưng chúng đã lựa chọn được một địa điểm sinh sản. Việc giao phối mất thời gian hơn. Nhưng tình yêu đích thực sẽ luôn tìm ra lối. Những con khác đang ấp trứng của chúng. Trong khi đó, bạn đời của chúng lững thững đi xuống biển để kiếm ăn. Tại đây, trên đường ra biển, chúng gặp một số con chim cánh cụt Adelie. Chim cánh cụt Adelie là loài chim cánh cụt phổ biến nhất ở Nam Cực. Chúng có mặt ở khắp nơi trên lục địa này. Chúng nhanh nhẹn đi bộ trên mặt đất, khoảng 2,5 km trên giờ là tốc độ khá nhanh đối với đôi chân có mảng nhỏ của chúng. Chúng thường phải đi một quãng đường dài để đến khu vực săn mồi, khoảng cách 50 km không phải là hiếm. Để lặn xuống nước, chúng thường tập trung tại những nơi biển động. Cùng nhau lặn xuống dòng nước đục ngầu, khiến cho hải cẩu báo khó ẩn nấp hơn trong khi chờ đợi để bắt chim cánh cụt. Giống như tất cả các loài chim cánh cụt trên đất liền, chúng có vẻ khá vụng về. Hình dáng cơ thể của chúng phù hợp nhất với cuộc sống dưới nước.
Chúng ăn chủ yếu là loài nhuyễn thể, động vật sáp xác nhỏ có nhiều ở biển cực. Đây là lý do tại sao chúng phát triển với hàng triệu cá thể ở đây trên lục địa phía Nam băng giá. Bán đảo Nam Cực vẫn là nơi ấm áp nhất. Vào mùa hè, nhiệt độ có thể tăng trên mức đóng băng, làm tan chảy băng và tạo thành những hình thù kỳ quái. Đôi khi một tảng băng khổng lồ bị mắc kẹt gần bờ biển. Nó có thể bị mắc kẹt trong nhiều năm cho đến khi nó tan chảy đủ để có thể tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Chỉ có tàu phá băng mới dám vượt qua biển băng. Vì vậy, đối với hầu hết các con tàu, bán đảo Nam Cực là cảng ghé thăm cuối cùng của họ. Điều kiện khắc nghiệt, băng giá khiến cho con tàu không thể tiếp tục hành trình đến vùng cực Nam hay qua biển Weddell. Ngay cả trong những tháng mùa hè, băng cũng ngăn chặn mọi bước tiến ở nhiều nơi. Thỉnh thoảng, Captain Klebnikov sẽ cày qua các khu vực ít bị tắc nghẽn. Với việc đóng băng và tan chảy không ngừng diễn ra, điều kiện môi trường cũng thay đổi liên tục. Nước biển đóng băng ở âm 1,8 độ C. Nó tạo thành một khối tinh thể băng mịn kết hợp với nhau để tạo ra những tảng băng. Ở giữa vùng biển gồ ghề, những mảnh băng này va chạm với nhau và tạo thành những mảng dày, được gọi là bánh kép. Vào mùa đông, những mảng băng này trở nên sâu hơn và rộng hơn, cuối cùng tạo thành một lá chắn băng rộng 1.000 km bao quanh toàn lục địa. Chỉ đến khi mùa xuân đến và băng bắt đầu rạn nứt, tàu phá băng mới có thể xâm nhập đến chỗ này. Cho đến lúc đó, khoảng 20 triệu km vuông băng đá ngăn cách lục địa này với phần còn lại của thế giới. Con tàu Capitan Klebnikov có thể đối phó với băng dày vài mét. Nhưng đi qua các dải băng rộng lớn là việc nhiều rủi ro. Một hệ thống radar đặc biệt giúp đánh giá tình trạng của băng. Đối với tất cả các con tàu hoạt động ở biển Nam Cực, con đường ngắn nhất xuyên qua băng là đi vòng quanh. Bởi vì đi đường vòng vẫn an toàn hơn so với đi thẳng qua mặt băng. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng có thể áp dụng ở biển Weddell. Khi radar không thể đánh giá các tảng băng trôi và vùng nước mở ở giữa, họ phải dùng đến một chiếc trực thăng.
Trong các chuyến bay trinh sát, họ vạch ra con đường tốt nhất xuyên qua mê cung băng giá. Ngay cả đối với một con tàu phá băng mạnh mẽ như Kapitan Klebnikov, việc điều hướng trong đại dương Nam Cực cũng không dễ dàng. Mũi tàu có hình dạng đặc biệt và lớp vỏ thép được gia cố vững chắc, bảo vệ thân tàu khỏi các cạnh sắc nhọn của băng. Động cơ mạnh mẽ đảm bảo rằng con tàu có đủ lực đẩy. Cuối cùng, Kapitan Klebnikov tiếp cận vùng nước mở một lần nữa và có thể tiến lên. Ngày trở nên dài hơn, điều này rất hữu ích khi vạch ra một lộ trình xuyên qua băng đá. Mặt trời ở vị trí thấp trên bầu trời, nhưng ở phía nam xa xôi này, nó hiếm khi lặn hẳn. Biển Eden nổi tiếng với tên gọi là nhà máy sản xuất tảng băng trôi. Những khối băng khổng lồ tiếp tục vỡ ra từ dải băng và trôi dạt về phía bắc. Dọc theo bờ biển Nam Cực, không có bến cảng tự nhiên để thả neo. Lựa chọn duy nhất là đậu trong băng. Con tàu lao vào băng với tốc độ tối đa. Cho đến khi nó buộc phải đứng yên. Ở giữa một sa mạc băng trắng chói mắt, trải dài 2.000 km về phía nam. Không có môi trường nào khắc nghiệt hơn trên trái đất. Dường như không có gì có thể tồn tại ở đây. Captain Klebnikov có thể nghỉ ngơi, nhanh chóng bị kẹt cứng trong băng. Nó chờ đợi cho đến khi các nhà nghiên cứu và các nhà thám hiểm sẵn sàng trở về nhà. Mặc dù điều kiện bất lợi, đây vẫn là nhà của chim cánh cụt hoàng đế. Lối vào khu vực săn mồi của nó là một cái lỗ trên mặt băng. Những con chim cánh cụt này đã bắt được mồi và hiện đang quay trở lại đàn của chúng. Quãng đường có thể là vài km, một chuyến đi dài với chim cánh cụt chân ngắn. Nhưng chúng có nhiều phương pháp di chuyển.
bộ lông mượt giúp chúng dễ dàng trượt trên bề mặt băng giá. Các đàn chim cánh cụt hoàng đế thường ở rất xa biển, an toàn khi băng tan vào mùa xuân. Những tảng băng trôi mà chúng đi qua nằm bất động. Tù nhân bị đóng băng của miền đất hoang băng giá ở Nam Cực. Đây là nơi chúng ở lại cho đến khi mùa hè phá vỡ dải băng, giải thoát chúng khỏi cảnh giam cầm. Gió và thời tiết tạo thành những hình thù kỳ quái. Những tác phẩm điêu khắc băng đá trông như được tạo ra bởi bàn tay con người. Thật khó tin rằng phong cảnh cằn cỗi này có thể chứa chấp bất kỳ sự sống nào. Nhưng thực sự, nó là một trong những vườn ươm lớn nhất thế giới. Đây là nơi chim cánh cụt hoàng đế nuôi con non. Một chiến lược sinh sản đầy rủi ro. Nhưng thường được đền đáp. Trong một khu vực hoang vắng như vậy, có rất ít kẻ thù nên những con chim non có thể lớn lên trong sự an toàn tương đối. Nhưng giống như những con chim non khác, chúng thường xuyên thấy đói. Vì vậy, cha mẹ của chúng phải mang về rất nhiều thức ăn. Mùa hè ở Nam Cực là thời điểm tốt nhất cho việc này. Ngày rất dài và băng càng tan chảy, đường đến mặt nước rộng mở càng ngắn lại. Không mệt mỏi, chúng đi lại ngược xuôi giữa đàn của mình và biển cả. Biển lạnh có rất nhiều cá, mực và nhuyễn thể. Vì vậy, những con chim cánh cụt trưởng thành luôn có thể mang về nhiều thức ăn cho con non. Có hơn 40 đàn chim cánh cụt ở Nam Cực, và năm này qua năm khác, chim cánh cụt hoàng đế đều trở lại cùng một nơi. Vào mùa đông lạnh giá, chúng sinh sản hàng ngàn con non và sử dụng mùa hè ngắn ngủi để nuôi con. Bây giờ có nhiều thức ăn phong phú và chim con phát triển nhanh. Có nhiều cá ngon lành mỗi ngày.